Xin chào các bạn, mình bên Vườn Hải Đăng thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn sản phẩm chậu hoa treo cây son môi đã ra hoa. Và vì trồng trong chậu hoa treo nên là khả năng phủ sóng trong không gian của son môi là cực kỳ rộng. Có thể treo ở ban công, mái hiên hay trước những nơi chưa có tạo ánh sáng như là cửa kính chẳng hạn. Thì nhắc đến hoa cảnh là phải nhắc đến ưu điểm. Thì ưu điểm của hoa son môi đó chính là cây ra hoa canh năm, hoa lâu tàn, ít nhất thì cũng phải 10 ngày, dễ trồng, dễ chăm lại sạch sâu bệnh. Sơ qua một chút về đặc điểm thì cây hoa son môi là một loại dây leo nhiệt đới ẩm. Cây mọc kiểu buông rủ và ra hoa dài. Lá của cây son môi có màu xanh, hình trứng hoặc là hình mũi mác tùy giống, mọc đối xứng và rất là dày. Hoa son môi có hình ống với các thì trên ngắn hơn thì dưới, cùng màu đỏ tươi và cuốn màu sẫm. Nhìn hình dáng thì giống như cây son môi của người thiếu nữ. Các bạn lưu ý cho mình là cây son môi là cây ưa ánh sáng nhưng không ưa ánh nắng quá gắt. Chúng sinh trưởng và phát triển mạnh khi đặt ở những nơi râm mát và có độ ẩm cao. Do vậy các bạn lưu ý là cần thường xuyên tưới nước cho cây để đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết. Câu chuyện nhân giống cây son môi cũng khá đơn giản. Trước tiên các bạn ngắt cho mình những cành bánh tẻ. Lưu ý là trở lại đến 4 đến 5 đốt. Sau đó mang ra ngâm vào dung dịch kích rễ N3M trong khoảng 1 đến 2 phút. Và cuối cùng thì lấy ra xong rồi cắm vào những khu đất sơ dừa hoặc là cắt ẩm. Và cuối cùng là chỉ là việc chờ đợi cái lên thôi.